Quý vị thân mến, trên chuyến hành trình trải nghiệm và khám phá quần thể nghỉ dưỡng KN Paradise lần này, Việt Anh mong muốn sẽ mang đến cho quý vị cách tiếp cận và những góc nhìn thực sự khác biệt. Minh chứng cho điều đó là việc chúng tôi sẽ ứng dụng công nghệ quay bằng định dạng 360 độ. Như thế nào là định dạng quay 360 độ? Rất dễ dàng để quý vị hiểu thôi. Nếu như trước mặt của quý vị là màn hình cảm ứng, chúng ta có thể vuốt bằng tay. Nếu như là màn hình thông thường thì quý vị kéo chuột từ trái qua phải hoặc trên xuống dưới. Chỉ một vài thao tác nhưng mà chúng ta có thể bao quát và ngắm nhìn toàn cảnh nơi mà Việt Anh đang đứng ở đây. Quý vị có thể thử ngay bây giờ. Và cùng với định dạng quay này thì Việt Anh sẽ giới thiệu cho quý vị về một trong những phân khu đẹp nhất của KN Paradise. Đó chính là phân khu Paradraco. Ở nơi đây thì hiện hữu 91 căn biệt thự với một số lượng rất là hữu hạn. Và điều ấn tượng ở đây là mỗi một căn biệt thự đều mang một cái phong cách cũng như là một cái chất riêng của gia chủ, một cái dấu ấn riêng rất là độc đáo. Ở căn biệt thự phía đằng sau Việt Anh cũng như vậy. Nó được thiết kế và lấy cảm hứng từ câu chuyện của một nhân vật có thật, một người rất nổi tiếng trong giới golfer. Và nhân vật đó là ai cũng như là thiết kế không gian phía bên trong căn biệt thự này như thế nào, Việt Anh xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng khám phá ngay bây giờ nhé. Quý vị thân mến, 91 căn biệt thự của phân khu Paradraco đều được quản lý vận hành bởi thương hiệu quản lý khách sạn nổi tiếng trên thế giới. Và đó chính là Wyndham Hotel & Resort với thương hiệu đạt tiêu chuẩn 5 sao là Wyndham Grand nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất cho quý khách hàng. Chúng ta có thể thấy là không gian phía bên ngoài của căn biệt thự này ngay phía khu vực sân trước thì được trồng rất nhiều cây xanh rồi thảm thực vật. Không chỉ mang đến một cảm giác vô cùng thư thái cho quý gia chủ mà nơi đây cũng sẽ là một địa điểm lý tưởng để chúng ta tổ chức những bữa tiệc ngoài trời, tiệc nướng BBQ phải không ạ? Rồi, tiếp theo nữa thì lúc nãy Việt Anh cũng có nói là căn biệt thự này không được thiết kế đơn thuần mà nó dựa trên một câu chuyện với một nhân vật nổi tiếng có thật. Và quý vị có thể nhìn lên đây, đây chính là biểu tượng cá mập trắng, là biệt danh của tay golf huyền thoại trên thế giới, tay golf người Úc Greg Norman. Nhắc tới Greg Norman thì không chỉ là một tay golf đã đạt được vô vàn những danh hiệu ở các giải đấu lớn mà ông còn là cha đẻ và tạo nên rất nhiều những cái sân golf với cái thiết kế độc đáo, mới lạ và tạo nên nhiều thử thách cho các golfer. Và bây giờ, thưa quý vị, chúng ta cùng khám phá tiếp tục những không gian phía bên trong để cùng xem dấu ấn của Greg Norman đã được thể hiện như thế nào, quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị, đây chính là không gian phía bên trong phòng ngủ đầu tiên mà Việt Anh muốn giới thiệu cho quý vị. Có lẽ đối với những ai mà chúng ta yêu mến và thần tượng tay golf huyền thoại Greg Norman, có thể dễ dàng nhận thấy là tất cả những cái đồ decor, vật dụng trang trí của chúng tôi đều có một mục đích rất là rõ ràng. Chúng tôi muốn tái hiện lại những câu chuyện của quá khứ, một thời tuổi trẻ đầy hoài bão của tay golf huyền thoại này, từ những bức tranh treo tường hay là một cái tay gậy golf được chúng tôi đặt để những vị trí rất là trang trọng. Và bên cạnh nữa, thưa quý vị, có lẽ đối với bất cứ ai khi mà đặt chân vào căn phòng này đầu tiên thì quý vị sẽ dễ dàng bị cuốn hút bởi hồ bơi phía bên ngoài, đúng không ạ? Một cái khung cảnh mà khiến cho chúng ta cảm thấy rất là thư thái, thoải mái và tràn ngập năng lượng. Quý vị thân mến, với một cái hồ bơi mang sắc xanh của biển cả được hòa quyện với cái màu sắc được chúng tôi lựa chọn rất là tinh tế, từ màu ga gối, màu chăn hay là những bức tranh treo tường, nó tạo nên một cái sự hòa quyện và mang lại những cái cảm xúc tuyệt vời nhất cho quý vị khách hàng. Và khi mà nói đến đại dương, nói đến những cái con sóng thì chúng tôi lại nhớ đến một cái câu chuyện rất là thú vị thời tuổi trẻ của Greg Norman. Đó là trước khi mà ông được biết đến là một tay golf chơi chuyên nghiệp thì ông có một niềm đam mê và là một vận động viên lướt sóng. Thưa quý vị, đó cũng chính là lý do mà chúng tôi đặt để ở đây, chính là một tấm ván lướt sóng như thế này. Quý vị thân mến, tất cả những cái câu chuyện mà Việt Anh vừa muốn chia sẻ cho quý vị để có thể nói thêm rằng là căn biệt thự này được chúng tôi thiết kế lấy cảm hứng và mỗi một phòng chức năng đều sẽ có một cái câu chuyện riêng biệt để có thể nhắc nhớ về nhân vật huyền thoại Greg Norman. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến một phòng chức năng tiếp theo, quý vị nhé. Tiếp theo Việt Anh muốn giới thiệu cho quý vị đó chính là không gian của khu vực nhà vệ sinh và phòng tắm. Rất là thoáng đãng và rộng rãi, đúng không ạ? Thậm chí là chúng ta có thể đặt để ở đây là một cái bồn tắm như thế này. Chúng tôi có khu vực nhà tắm kính đứng này, rồi khu vực nhà vệ sinh, rồi bồn rửa tay hay là tủ đựng đồ. Tuy nhiên, điểm nhấn Việt Anh muốn giới thiệu cho quý vị đó là tất cả những cái thiết bị nhà vệ sinh ở đây đều được lựa chọn từ thương hiệu Bravat. Đây là một trong những thương hiệu có bề dày lịch sử lâu đời nhất trên thế giới hiện nay, đến từ Đức với hơn 145 năm. Nhằm mang đến cho quý vị những cái trải nghiệm tuyệt vời nhất. Và bên cạnh đó, đây cũng sẽ là một điểm nhấn để làm tăng thêm cái sự sang trọng, đẳng cấp và đầy tinh tế của căn phòng này.
Bước ra từ phòng ngủ đầu tiên thì ngay lập tức chúng ta sẽ đến với không gian sử dụng chung ở trong căn biệt thự này. Và như quý vị thấy, đây chắc chắn là một địa điểm mà quý vị đều thích. Một tiện ích, bể bơi rất là rộng rãi cùng với làn nước trong xanh. Thưa quý vị, điểm khác biệt so với những căn biệt thự nghỉ dưỡng xây dựng bể bơi thường sẽ ở phía trước của căn biệt thự, đúng không ạ? Thế còn đối với Signature Seagull Villas thì bể bơi được đặt ở vị trí trung tâm. Nó vừa đảm bảo được tính riêng tư và bên cạnh đó, như quý vị thấy là phần hành lang xung quanh bể bơi có bề rộng khá lớn. Đây cũng sẽ là địa điểm thích hợp để chúng ta có thể tổ chức những hoạt động vui chơi, giải trí hay là những cái bữa tiệc bên cạnh bể bơi rất hấp dẫn và đầy lôi cuốn. Và bây giờ tiếp tục chúng ta cùng khám phá những không gian khác quý vị nha. Vâng, thưa quý vị, và chúng tôi mong muốn rằng với mỗi căn phòng trong căn biệt thự này sẽ là một câu chuyện về tay góc huyền thoại Greg Norman. Và tại đây chính là phòng khách của căn biệt thự. Chúng tôi muốn kể lại cho quý vị nghe về những cái dấu ấn thành tựu đỉnh cao trong sự nghiệp của ông thông qua những bức ảnh. Vâng, đây là nụ cười chiến thắng của ông tại những giải đấu mang tầm cỡ quốc tế, hay là những bức tranh treo tường, những chiếc cúp, và kể cả đó là những bức tượng để tái hiện lại cú swing huyền thoại tạo nên tên tuổi của tay góp với biệt danh là cá mập trắng. Thế còn không gian của phòng khách thì sao? Đây chắc chắn sẽ là một không gian ưa thích của bất cứ một quý vị nào khi mà chúng ta tới đây. Khi mà không gian phòng khách được kết nối trực tiếp với khung cảnh phía bên ngoài, một sân golf rất là rộng lớn. Chúng ta hãy thử tưởng tượng mà xem. Với mỗi sớm bình minh thức dậy, chúng ta ngồi tại đây nhâm nhi một tách trà hay một ly cà phê và có thể đón những tia nắng bình minh và hưởng trọn vẹn những cái không khí và gió biển chúng ta ùa vào phía bên trong này. Thì còn gì tuyệt vời bằng, đúng không ạ? Đây chắc chắn sẽ là một trải nghiệm khó quên đối với bất cứ ai. Và bây giờ thì Việt Anh xin được giới thiệu tiếp theo cho quý vị, đó chính là không gian của khu vực bàn ăn cũng như là bếp ở phía bên trong căn biệt thự này. Nào, hãy cùng theo chân Việt Anh nhé. Và quý vị thân mến, với không gian của bàn ăn sẽ là nơi vô cùng thích hợp để chúng ta kết nối tất cả các thành viên trong gia đình lại với nhau, một nơi ấm cúng và tràn ngập tình yêu thương. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng muốn gợi lại một cái câu chuyện thú vị của tay góp nổi tiếng Greg Norman, đó là bên cạnh sự nghiệp góp lừng lẫy của ông thì ông còn thành công trong việc là sở hữu sự nghiệp kinh doanh rượu vang và nhà hàng rất là nổi tiếng. Đó là lý do tại sao mà trên bàn ăn quý vị thấy là chúng tôi đặt để một chai rượu vang, đúng không ạ? Và tinh tế hơn nữa, đó là cái màu sắc, ví dụ như ở đây là khăn ăn sẽ được hòa quyện với màu sắc xanh của sân golf phía bên ngoài kia, cũng là một cái mà chúng tôi cũng mong muốn sẽ được kiến tạo nên ở ngay khu vực bàn ăn này. Rồi, tiếp theo nữa, di chuyển từ bàn ăn thì chúng ta sẽ đến ngay với khu vực bếp, một khu vực mà rất là rộng rãi. Quý vị có thể sử dụng với định dạng 360 để có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh của khu vực bếp này. Và với cái sự kết hợp đó chính là giữa màu nâu trầm của gỗ và màu đá ở đây thì nó vừa tạo nên cái sự sang trọng tinh tế mà vừa có một cái cảm giác rất là sạch sẽ khi mà chúng ta sử dụng. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng muốn nâng niu cảm xúc của những quý vị khách hàng, những người mà sẽ đứng tại đây để thể hiện tình yêu của mình cho những món ăn ngon dành cho những người thân trong gia đình bằng việc là một trải nghiệm chúng ta vừa nấu ăn tại đây, thưa quý vị, và chúng ta vừa có thể nhìn thấy không gian sân golf phía bên ngoài, nơi mà các golfer họ đang thi đấu với nhau. Thì chắc chắn đây sẽ là một trải nghiệm hết sức tuyệt vời và đầy cuốn hút, phải không nào? Và bây giờ Việt Anh sẽ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng di chuyển đến với những không gian tiếp theo để cùng khám phá quý vị nhé. Quý vị thân mến, đây chính là không gian trên tầng 2 của căn biệt thự. Một nơi rất là thoáng đãng để quý vị có thể vừa ngắm nhìn bể bơi và nhìn xa hơn thì chúng ta có thể thu trọn tầm mắt với không gian rộng lớn của sân golf. Rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Và một điều nữa, Việt Anh cũng muốn nhấn mạnh rằng là tất cả những cái phòng chức năng của căn biệt thự này, mỗi phòng sẽ có một cái không gian riêng, một key riêng. Chính vì thế nó sẽ đảm bảo được cái tính riêng tư và thuận tiện cho quý vị trong quá trình sử dụng. Và ở đây, thưa quý vị, nếu quý vị để ý quan sát thì chúng ta sẽ có một cái tiện ích rất là phù hợp cho những ai yêu thích bộ môn golf, một nơi để quý vị thỏa sức trải nghiệm và tập luyện. Và ngay trên tầng 2 chúng tôi cũng đặt để lại đây rồi. Và bây giờ thì Việt Anh xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo chân Việt Anh khám phá không gian của phòng ngủ Master để cùng xem câu chuyện về Greg Norman đã được chúng tôi kể như thế nào tại phòng ngủ này, quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị đang được theo dõi đó chính là không gian của phòng ngủ Master. Và khi nhắc tới phòng ngủ Master thì chúng ta dễ dàng liên tưởng tới sự ấm áp và lãng mạn của gia chủ, phải không ạ? Và năm 2010 thì Greg Norman đã kết hôn cùng với Kristen Kirtner.
Cô được biết tới là một nhà thiết kế nội thất và rất đam mê thời trang. Chính vì thế mà tất cả những đồ decor, trang trí, tranh ảnh hay là những cái màu sắc chủ đạo trong căn phòng này, chúng tôi mong muốn sẽ có sự hòa quyện với nhau để có thể toát lên được sự sang trọng, tinh tế và vô cùng quý phái, đúng với tinh thần của một nhà thiết kế nội thất. Và để lý giải cho việc là tại sao mà chúng tôi lại gọi những căn biệt thự của phân khu Paradraco là Signature Seacoast Villas, thì bây giờ Việt Anh xin mời quý vị chúng ta cùng di chuyển đến phía khu vực không gian của ban công phòng ngủ Master. Và đây cũng chính là không gian đẹp nhất của căn biệt thự này. Xin mời ạ. Vâng thưa quý vị, tại sao gọi đây là nơi đẹp nhất của căn biệt thự? Là chính bởi từ chính ban công của phòng ngủ Master, quý vị có thể ngắm nhìn trọn vẹn toàn cảnh của sân golf 18 hố KN Golf Link, và ở phía đằng xa kia đó chính là cát trắng biển xanh của bãi dài. Và thực sự là một tầm view có 102 khi mà chúng ta thu trọn vào trong tầm mắt của mình sự hòa quyện của ba tầng xanh rất là cuốn hút, đúng không ạ? Tầng xanh của sân golf, tầng xanh của biển bãi dài và tầng xanh của mây trời mênh mông của Cam Ranh. Tất cả tổng hòa với nhau để tạo nên một thương hiệu bất động sản rất độc đáo trên thị trường hiện nay. Và chúng tôi gọi đó là Signature Seacoast Villas, một nơi thực sự đáng đến. Và mong quý vị có thể sắp xếp thời gian tới đây dù chỉ một lần trong đời để có thể cảm nhận và trải nghiệm một cách chân thực nhất quý vị nhé. Vâng, và như quý vị đang thấy chính là không gian của phòng tắm Master. Với một diện tích rất rộng lớn thì chúng tôi cũng muốn tạo nên một cái điểm khác biệt bằng việc thiết kế hai buồn rửa tay tách biệt nhau ra như thế này. Vẫn sẽ có đầy đủ là phòng tắm kính đứng, khu vực nhà vệ sinh riêng biệt, và điểm xuyết ở chính giữa chính là bồn tắm được tích hợp hệ thống sông sục nhằm mang lại cảm xúc và trải nghiệm tuyệt vời hơn cho quý khách hàng. Và quý vị biết không, tất cả nguồn nước của căn biệt thự này đều được làm nóng bởi hệ thống điện năng lượng mặt trời. Đây cũng là một điểm nhấn rất nổi bật khi chúng ta đến với KN Paradise. Và bây giờ, Việt Anh xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng khám phá những không gian phòng tiếp theo quý vị nhé. Vâng thưa quý vị, và phòng ngủ tiếp theo Việt Anh muốn giới thiệu cho quý vị được bao phủ bởi một tông màu, đó chính là màu nâu. Lý do tại sao lại như vậy? Bởi vì chúng tôi mong muốn từ căn phòng này sẽ ghi một dấu ấn của Greg Norman với một đặc sản của Việt Nam, chính là cà phê. Năm 2019 thì Greg Norman đã phối hợp cùng với Nutifood để phân phối cà phê Việt tại New York. Để ghi dấu ấn cho sự kiện đó thì như quý vị thấy, các nhà thiết kế cũng đã cố tình bài trí tất cả những cái đồ trang trí này, nội thất đều sử dụng những cái tông màu nâu. Thậm chí là kể cả những cái bức tranh hay là bức ảnh cũng là những cái dấu ấn cho cái sự kiện phối hợp giữa Greg Norman và Nutifood. Thưa quý vị, với màu nâu như thế này thì nó sẽ vừa tạo nên một cái sự hòa quyện với đồ nội thất mà vừa mang đến một cái cảm giác vô cùng ấm cúng và thân thuộc đối với tất cả các quý vị. Và quý vị thân mến, với không gian phòng tắm như thế này thì chúng tôi cũng đã có sự điều chỉnh trong thiết kế. Và quý vị có thể dễ dàng nhận thấy là phòng tắm kính đứng này cùng với bồn tắm được xếp chung trong một không gian. Phía bên ngoài vẫn sẽ có đầy đủ là bồn vệ sinh hay là bồn rửa một cái riêng biệt. Chúng tôi nghĩ rằng đây sẽ là một trong những cái gợi ý về thiết kế vô cùng tối ưu và hợp lý dành cho tất cả các quý gia chủ. Vâng thưa quý vị, và căn phòng cuối cùng trong chuyến hành trình trải nghiệm mà Việt Anh muốn giới thiệu đó chính là phòng ngủ với chủ đề là Greg Norman, dấu ấn golf tại Việt Nam. Quý vị có biết không, từ năm 2006 cho đến nay thì Greg Norman đã tự tay thiết kế nên 3 sân golf nổi tiếng ở Việt Nam. Và từ năm 2018 thì ông chính thức trở thành đại sứ du lịch của Việt Nam. Và khéo léo truyền tải thông điệp đó, và trong căn phòng này thì chúng tôi đã cố tình lựa chọn những cái cách bài trí và đặc biệt là màu sắc chủ đạo, đó chính là màu xanh lá cây. Đây cũng là màu sắc biểu trưng của các sân golf. Và thật vinh dự và tự hào khi mà ngay chính tại KN Paradise thì chúng ta có sân golf là KN Golf Link, cũng chính do Greg Norman tự tay thiết kế thưa quý vị. Và đây là sân golf được bình chọn là sân golf tốt nhất châu Á Thái Bình Dương năm 2018. Và sân golf đó nằm ngay kế bên cạnh với những căn biệt thự của chúng ta. Có gì tuyệt vời bằng, phải không nào?
Quý vị thân mến, với mỗi không gian của phòng tắm hay khu vực nhà vệ sinh trong căn biệt thự này thì chúng tôi luôn mong muốn mang đến cho quý vị không chỉ là sự an tâm khi sử dụng thiết bị vệ sinh đến từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới hay là sự bài trí thiết kế tinh tế để tối ưu hóa công năng và diện tích sử dụng, mà bên cạnh đó chúng tôi còn mong muốn sẽ được nâng niu và chăm sóc cảm xúc của quý vị từ những điều nhỏ nhất như là việc lựa chọn những cái mùi hương tinh dầu nó nhẹ nhàng thoang thoảng để mang đến những cái phút giây trải nghiệm trọn vẹn và cảm thấy rất là tuyệt vời cho mỗi du khách khi tới đây. Hy vọng hành trình khám phá ngày hôm nay của Việt Anh cũng đã giúp cho quý vị khách hàng có được cái nhìn chân thực về vẻ đẹp và sự khác biệt của các căn biệt thự Signature Seacoast Villas Paradraco nằm trong quần thể nghỉ dưỡng KN Paradise. Và tuyệt vời hơn cả khi mà quý vị có thể sớm đưa ra quyết định sáng suốt của mình để sở hữu một căn biệt thự tại đây như một ngôi nhà thứ hai để có thể tận hưởng trọn vẹn những kỳ nghỉ bên cạnh những người thân yêu trong gia đình. Và có thể cũng sẽ là một kênh đầu tư rất là an toàn với bảo chứng pháp lý là sở hữu lâu dài tại thủ phủ du lịch mới của Việt Nam, Bãi Dài, Cam Ranh. Một lần nữa cảm ơn quý vị khi đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.